xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên và gia đạo qua ngày giờ tháng sinh âm lịch. Với những người nào mà sinh vào những giờ này thì luôn được thần tài ban phước, cầm vàng trong tay, cuộc sống luôn giàu sang phú quý. Với số mệnh của một con người, không chỉ nó phụ thuộc vào ngày tháng năm sinh mà giờ sinh nó cũng ảnh hưởng không ít đến vận mệnh của người đó. Với việc xem bói giờ sinh của người giàu sang phú quý, ở trong cuộc sống này, mức độ giàu có của mỗi người không chỉ liên quan đến sự nỗ lực của cá nhân mà là một phần còn dựa vào thời khắc mà họ được sinh ra. Với từng thời khắc nhất định ở trong một ngày thì con người sẽ được ban phước lành may mắn và số mệnh của họ sẽ được sắp đặt tương ứng với số giờ sinh của mỗi người. Theo tử vi học cho rằng đây là những thời khắc hoàng kim nhất trong ngày. Nếu như ai mà sinh vào khoảng thời gian này thì xác định cuộc sống phú quý giàu sang, không những thế mà còn được quý nhân đi theo giúp đỡ phù trợ cả cuộc đời. Thứ nhất là đối với những ai mà sinh vào giờ Thìn, tức là sinh lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, trong xem bói giờ sinh thì đây được xem là thời khắc đẹp nhất và tràn đầy sự sống nhất trong ngày. Khoảng thời gian từ 7 đến 9 giờ sáng là lúc bình minh đứng bóng, vạn vật muôn loài đều được nạp đầy năng lượng để chuẩn bị cho một ngày mới tươi đẹp. Với những người nào mà sinh vào khoảng thời gian này thì thường là người có tính tình lạc quan, rất yêu đời. Hơn nữa, họ là những người mạnh mẽ, có ý chí và ý chí có thừa, với những khả năng thích nghi với cuộc sống và áp lực. Nếu ai sinh đúng vào thời gian này thì xác định sẽ được Thượng Đế ban phát nhiều phước lành và ân sủng. Họ không chỉ đem đến sự may mắn cho bản thân mình mà còn đem đến sự hạnh phúc, phúc khí cho gia đình. Đây là một trong những giờ sinh hưởng trọn phúc khí, đặc biệt với những người như con giáp người tuổi Tỵ, con giáp người tuổi Tý hoặc là con giáp người tuổi Tuất. Nếu sinh vào khoảng thời gian này thì đều là người có cuộc sống an nhàn và sung túc. Nếu chẳng may gặp phải khó khăn thì mọi chuyện cũng sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Hậu vận chắc chắn giàu có phú quý và có cuộc sống viên mãn rất nhiều người mơ. Thứ hai là đối với những ai mà sinh vào giờ Tý, tức là sinh vào lúc 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Giờ Tý là khoảng khắc thuộc về nước, với những dòng nước chảy vào đêm thường là rất trong và nhẹ nhàng. Với đa số những người sinh vào khoảng thời gian này đều là người có tính tình nhẹ nhàng, đơn giản và rất thấu đáo. Họ không chỉ là người tài năng thông minh mà còn rất khiêm tốn và rất biết suy nghĩ. Họ biết trân trọng cuộc sống của chính bản thân mình, và bất kể là sinh ra trong sự giàu có hay nghèo nàn thì họ luôn giữ vững lòng tự trọng của bản thân mình, không ỷ mạnh ăn hiếp yếu mà luôn giang tay bảo vệ che chở cho những người yếu thế hơn mình. Đến tuổi trưởng thành thì những người này là người có khả năng tích lũy vừa của cải rất tốt và dễ dàng tạo ra những cơ ngơi đổ sổ khí bóng. Đặc biệt với những người thuộc con giáp người tuổi Sửu, con giáp người tuổi Thân hoặc con giáp người tuổi Thìn mà sinh vào thời gian này sẽ được trời ban nhiều phúc khí, giúp họ luôn may mắn trong công việc và hôn nhân lẫn con đường tài vận. Năm tháng trung niên sau này họ cũng không phải lo lắng nhiều về chuyện cơm ăn áo mặc, tiền bạc lúc nào cũng dôi dư trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Thứ ba là với những ai mà sinh vào giờ Dậu, tức là sinh vào lúc 17 giờ chiều đến 19 giờ tối, trong xem bói giờ sinh cho biết thì giờ Dậu được xem là giao thoa giữa ban ngày và ban đêm. Đây là một trong những thời điểm hoàng hôn đẹp nhất, và những người sinh vào thời gian này sẽ gặp nhiều may mắn và phước lành. Với đa số họ đều là những người xuất thân giàu có và danh gia. Điều đặc biệt hơn đó là họ có một trái tim ấm áp và biết che chở cho những người khác. Trong quá trình lớn lên thì cuộc sống của những người này luôn luôn khiến cho người khác phải ghen tị, nhưng họ không vì thế mà ngạo mạn, ngược lại họ rất biết quý trọng giá trị cuộc sống như những người khác và biết quản lý tài chính của mình một cách hợp lý. Về thứ tư là đối với những ai mà sinh vào giờ Tuất, tức là sinh vào lúc 19 giờ đến 21 giờ,
vốn trong ngũ hành thổ hỏa tương sinh, tương vượng, nên người sinh vào giờ Tuất là người luôn sục sôi nhiệt huyết, làm việc năng nổ, có chí tiến thủ cao, luôn ôm mộng giàu sang. Về trên thực tế thì tuyết người sinh vào giờ này sẽ rất giàu, nhất là những người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Họ là người có thực lực, cũng là người có tầm nhìn, có mối quan hệ tốt, được phần nhân hòa và địa lợi, nhưng lại khuyết mất một phần, đó là thiên thời, tức là luôn luôn bị lỡ nhịp với những vận may. Chính vì thế họ giàu lên chỉ ở tuổi vãn niên, giàu bền bỉ nhờ vào sự tích lũy lâu dài. Họ có thể làm ăn buôn bán hoặc chỉ làm công ăn lương, nhưng tuyệt đối không được động đến sự kinh doanh phi pháp hoặc hàng quốc cấm, hay chạy đua theo trào lưu ăn sổi ở thị. Thứ năm là đối với những ai mà sinh vào giờ Mùi, tức là sinh vào lúc 13 giờ đến 15 giờ, trong xem bói giờ sinh cho biết thì người có cuộc sống giàu sang với đàn ông hay phụ nữ tuổi Tý sinh vào giờ này là người luôn luôn tràn đầy sức sống, cơ thể rất trắng kiện, ít khi đổ bệnh, là người da dẻ mịn màng, tính tình hoạt bát, rất thoải mái và vui tươi. Họ là người may mắn từ trong trứng nước, làm việc tuy là tiên trở hậu thành nhưng luôn có quý nhân phù trợ nên bao giờ cũng thành công một cách xuất sắc. Với vận may và tài lộc của họ còn đến từ chỗ họ là người rất hào phóng với bạn bè, người khác và người khác, nên càng cho đi nhiều họ lại cảm nhận về nhiều hơn sự họ tưởng tượng. Phải nói rằng đây là tiếp người may mắn và hạnh phúc cùng đồng hành. Do biết nắm bắt thời cơ, biết đầu tư đúng đắn, lại được cả thiên thời địa lợi nhân hòa, nên những người sinh vào giờ Mùi là người rất dễ thành công từ khi còn trẻ tuổi, có thể nói là một tay xây dựng cơ đồ. Về thứ sáu là với những ai mà sinh vào giờ Thân, tức là sinh vào lúc 15 đến 17 giờ chiều, trong xem bói giờ sinh thì giờ Thân là thời khắc mặt trời chuẩn bị xuống núi, lúc này hoàng hôn diễm lệ. Với người sinh vào giờ này thì đặc biệt là những người như người tuổi Mão hoặc người tuổi Mùi là người có khả năng hút tài hút lộc dồi dào, có duyên với tiền bạc và hay có được lộc trời ban. Với họ không bao giờ có khái niệm thiếu tiền, tiêu hết khắc có, một khi đã có là đủ dùng nhiều năm, cũng giống như là túi thạch chanh vậy. Chỉ cần họ quyết định đầu tư, quyết định hùn vốn hay tự tay kinh doanh, phát triển bất cứ dự án nào, ắt hẳn dự án công việc đó sẽ thành công vang dội. Điều kiện để họ giữ vững được tài lộc ổn định dồi dào đó là phải biết làm từ thiện, biết làm công đức thật lòng, đúng theo một nguyên tắc của cuộc đời, đó là lộc bất tận hưởng. Về phần hai, đó là ngày sinh báo hiệu bạn được thần Phật che chở, vô tai vô nạn, giàu sang suốt đời, đó là phúc tinh của một gia đình giàu có. Trong suy nghĩ của mỗi người thì thần Phật luôn luôn mang lại những điều tốt đẹp cho chúng sinh, gia trì bảo hộ cho chúng ta. Con người thường gửi gắm những mong cầu và tài lộc phú quý, sức khỏe và hạnh phúc đến thần Phật để hy vọng cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Vậy bạn có biết ngày sinh của mỗi người nó quyết định với cái duyên với nhà Phật của người đó hay không? Trong cuộc sống thì có căn phúc đại phú quý, đại tại tai qua, biến nguy thành an. Thứ nhất là đối với những ai mà sinh vào ngày mùng 1 âm lịch và ngày mùng 5 âm lịch, đó là ngày sinh được thần Phật phụ trợ. Trong xem bói ngày sinh cho biết thì với những người sinh vào ngày mùng 1 và ngày mùng 5 âm lịch, không chỉ là người có tính tình lương thiện mà còn rất nhiệt tình, sống lạc quan. Họ rất biết cách lan tỏa những điều vui vẻ và tích cực cho mọi người xung quanh. Chính điều này đã giúp cho họ trở thành người có số được thần Phật che chở, trời sinh có vận mệnh phú quý. Hơn nữa, với những người sinh vào một trong hai ngày âm lịch này còn là một người làm việc gì cũng rất có kế hoạch, cũng là người có tài lãnh đạo xuất chúng, biết rằng mình cần phải làm gì để phát triển tốt nhất và sở hữu tố chất như vậy, họ sẽ luôn được quý nhân phù trợ, cuộc sống không thiếu của cải, tiền bạc tiêu pha dư giả, hạnh phúc chắc chắn sẽ viên mãn. Với sự che chở của thần Phật đã mang đến cho người sinh vào thời điểm này, với sự phù hộ độ trì để tai qua nạn khỏi và vượt qua mọi
sóng gió biến nguy thành an. Từ khi còn trẻ có thể gặp khó khăn trắc trở, nhưng càng về hậu vận, những khó khăn sẽ được hóa giải. Khó khăn từ thời trẻ chỉ như một kiếp nặng cần có một cuộc đời của chính họ. Để rồi khi đã vượt qua được rồi thì cuộc đời của những người sinh vào ngày mùng 1 và ngày mùng 5 âm lịch sẽ bước sang một trang mới đầy vẻ vang và rực rỡ, thịnh vượng lâu dài hơn. Thứ hai là đối với những người sinh vào ngày mùng 10 và ngày 18 âm lịch, người nào mà sinh vào ngày mùng 10 và ngày 18 âm lịch thì được trời phú cho sự trung thực, lương thiện, không bao giờ lợi dụng người khác. Thấy ai gặp khó khăn cũng sẽ giang tay giúp đỡ, dù lúc đó hoàn cảnh bản thân cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng họ vẫn chẳng chút nề hà chìa tay ra giúp đối phương. Họ luôn mang một tấm lòng nhân hậu rộng lượng để đối đãi với người khác, nên cũng nhận lại được nhiều điều tốt đẹp tương tự. Với cuộc đời họ thường là gặp được những mối lương duyên tốt đẹp, quý nhân sao mà. Về sau thì kết hôn đúng người, đúng thời điểm, nên cuộc sống rất hạnh phúc và rất viên mãn. Thái độ sống cao đẹp đã giúp cho người sinh vào thời điểm này được hưởng cuộc sống sung túc, nhận được sự yêu thương và sự phù hộ của thần Phật. Trời sinh họ luôn luôn gặp may mắn, làm gì cũng thuận lợi, mưu sự rất dễ dàng. Dù ở lứa tuổi nào thì tài lộc đều rất thịnh vượng, hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Nếu biết tu tâm tích đức hành thiện thì họ sẽ thành đạt từ khi còn rất trẻ. Thứ ba là với những ai mà sinh vào ngày 25 âm lịch, với người nào sinh vào ngày 25 âm lịch thì không phân biệt là nam hay nữ đều có đường công danh tài lộc vượng phát vô cùng. Theo tử vi khoa học cho biết thì những người sinh vào thời điểm này là người có số phận vô cùng may mắn, rất dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Tính cách hào sảng và thẳng thắn, hết mình vì bạn bè, người thân luôn giúp đỡ, có nhiều mối quan hệ tốt. Nhờ thế mà luôn luôn được những người xung quanh yêu thương và giúp đỡ tận tình. Đây chính là điều đã giúp họ cả đời không thiếu quý nhân tương trợ. Hễ lâm vào nghịch cảnh là lập tức có người đứng ra chỉ đường dẫn lối, dìu dắt họ vượt qua mọi sóng gió. Đặc biệt ở họ có sự chu đáo cẩn thận nên rất được mọi người tin tưởng. Họ chính là những người được thần Phật gia trì suốt cuộc đời, của cải tiêu hết lại có, cả đời không có muộn phiền, gia đình hưng thịnh, vô bệnh vô tật, tha hồ hưởng phước. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.